Tính không có quay nhưng mà thấy cái cảnh hay hay nên là quay lại luôn. Ở xa xa kia là có một đôi bạn trẻ yêu nhau đang ngồi ở chỗ cục đá nhìn dễ thương quá. Đúng là nếu mà quen nhau mà có cái dịp đi ra ngoài đảo ngồi thế này kỷ niệm đẹp lắm. Không biết rồi tình cảm nó sẽ đi về đâu, nhưng mà có những cái khoảnh khắc đẹp như thế này thì rất là quý. Có những cuộc tình mà nếu mà đi tới cùng thì cũng có cái hậu tốt đẹp. Tuy nhiên thì một kết thúc tốt đẹp sẽ khởi đầu cho một cái khởi đầu mới. Bây giờ cho nên là cuộc sống thì tôi mới chấp nhận thôi. Ở giai đoạn nào thì tốt đẹp được thì mình chấp nhận ở giai đoạn đó. Chứ còn đâu ai dám chắc được là mọi thứ nó sẽ hoàn hảo được trong bao lâu, tới mức nào. Thực ra thì... Nhưng mà nói chung là cũng hy vọng rằng dù gì đi chăng nữa thì mình cũng dũng cảm để mình đối mặt. Rồi sau đó thì mình có những quyết định sáng suốt. Tại vì đôi khi cuộc đời nó không chỉ có tình yêu, nó còn nhiều cái lý tưởng khác. Cho nên là nếu như con người ta không thể nào đi theo được hướng này thì con người ta có thể đi theo một hướng khác cũng chả sao. Nhưng mà không phải ngẫu nhiên mà có những cái bài hát mà tự nhiên ta lại có cái câu là tình chỉ đẹp khi còn sáng giờ, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Giống như ngày xưa coi một cái chương trình của Thúy Nga Paris, có một cái ông nhạc sĩ hình như là nhạc sĩ Tùng Giang, thì nói chung nghệ sĩ thì họ rất là lãng mạn. Cái tình yêu của họ nó mang cái cảm xúc nhiều lắm. Họ lãng mạn, họ đa tình, cho nên là cái đường tình duyên của họ cũng thay đổi, cũng có nhiều biến chuyển. Nhưng thật ra người ta hay dùng cái câu là nghệ sĩ thì thường hay lãng mạn rồi lăng nhăng. Thật ra cũng chả phải, là do họ trung thành với cảm xúc của mình quá. Khi mà họ hết cảm xúc với một tình yêu cũ thì họ chọn một tình yêu mới. Họ khác mình chỗ là cái cảm xúc của họ quá mạnh, cảm xúc của người nghệ sĩ, cho nên họ yêu cũng giống như họ đang làm tác phẩm. Họ phải trung thành với cảm xúc của mình, cho nên đôi khi họ sẽ lựa chọn thay đổi. Họ dám lựa chọn thay đổi, họ khác mình chỗ đó thôi. Chứ thật chất ra thì họ vẫn chung thủy với tình yêu chứ. Bởi nhiều khi thì mình dám lựa chọn quyết định, với lại mình có trách nhiệm với quyết định của mình thôi. Thật ra đến với nhau cũng là một dạng hạnh phúc, mà khi chia tay thì nó cũng cần có một cái cảm xúc hạnh phúc giống như vậy. Tại vì một tình cảm níu kéo mà nếu như nó không có hạnh phúc thì nó cũng không có đem lại điều gì hạnh phúc cho cả hai. Vì cho nên là nhiều khi giống như là ở trong đạo Phật nó có cái câu là oán tân hội, kiểu không còn cảm xúc với nhau nữa mà phải sống chung thì nó mệt mỏi lắm. Cho nên nếu mà cả hai mà đủ nhìn nhận vấn đề, sau đó thì có quyết định tốt cho cả hai, mỗi người có một khởi đầu mới thì nó cũng là ok thôi. Miễn sao nó đừng có thực hiện một cách vô trách nhiệm mà kiểu nó quá tự do thì cũng không được. Rồi bây giờ tới ai ai dùng toilet. Em là sáng là vậy là xong rồi đó. Rồi chị mình là xong rồi đi luôn phải không anh Nghĩa?
Đại ca nghĩa tôi là cho là cho tao đóng luôn hả? Chúng hơn là em đem hai quần dài nó mới còn cái quần này nè. Nếu muốn đi thì phải đi quần nghĩa. Biển sóng giặt rào. Đi 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 đẹp biết bao. Làm sao mà ngắn điện nghĩa? Lúc trước tôi có cái quần, nó có cái vòng tia đây nè, gài vô cái ống ra thành dài. Khi nào quần dài ngắn kéo vòng tia ra. Một quần 201. Một ba 201. Quần ba mảnh. Bây giờ phải có thêm công tơ ở đây nữa, kéo cái nữa thành quần ba mảnh. Quần ba mảnh luôn. Thì ba mảnh á, hai ống là hai ống dưới là hai mảnh rồi, cái phần trên là mảnh. Hồi lúc còn nhỏ là ở ngoài vườn là một đống dừa luôn nè. Hồi đó lúc em dưới quê á, vậy là nhà phía sau là chú Út, ông trồng dừa nè. Ông về là ông học kỹ sư nông nghiệp, xong rồi ông biết sao nữa, ông về ông chặt hết mấy cây ăn quả luôn, cây xoài, cây mận, cây ổi gì đó, ông chặt hết. Ở nhà ông học kỹ sư đó, ông kỹ. rồi ông về ông chặt hết trơn, trồng dừa ha. Đâu mười mấy năm sau thì nó cũng ra mấy cây dừa cao có trái, nhưng mà đâu có kinh tế đâu, không có kinh tế. Là giống như là trồng lại cây dừa không anh, trồng lại thành 4 hàng dừa, rồi sau này cái ba em mới chặt bớt 2 hàng, còn 2 hàng 2 bìa. Rồi nói chung là thời tuổi nhỏ của em đúng rồi, ghế đó. Mà em không hiểu sao lúc đó ba em kể nghe là nội là trồng ổi mận xoài, ổi xá lị này kia nọ, trái ngon lắm, im lắm. Rồi xong rồi cái sau này tự nhiên cái chú về chú chặt hết trơn trồng dừa, mà em không biết lúc đó chú Út định làm gì. Rồi trồng xong rồi sau này không, sau này thì sau này là lúc em lớn lớn chút là dừa uống là thoải mái luôn. Dừa là ở sau là dừa chặt dừa uống dừa đổ luôn, tại vì nó quá nhiều đi. Còn dừa mà để làm bánh, làm khô, làm này làm kia làm nọ đó là không lúc nào hết chứ. Còn đó dưới quê là chùm củi dừa, củi lá này nè. Trời ơi, Minh Thiên. Có biết sao Minh Thiên? Rồi dừa nhiều lắm. Tôi biết sao ba em hồi đó có một thời gian là làm cái chuồng nuôi gà, nuôi cũng có mấy chục con vậy đó. Trời là trứng gà là ăn mệt nghỉ. Trứng gà. Ở nhỏ em là có hai món. Món là một là trứng gà, hai là dừa. Mà hồi đó hên lắm anh. Hồi đó phía sau bếp đó, nó cũng có cái sàn cao cỡ bằng cái sầm xây này nè. Ga nó cũng có cây dừa cả đó đó. Rồi xong rồi cái em dối ra em bãi dừa uống. Mà cái cây dừa đó là ngay chăng cây dừa là dừa lửa mà nó ngọt cực kỳ. Là em chuyên môn uống cây dừa đó không? Trái nó bị lớn vậy nè. Ga bẻ xong rồi cái uống mình trên nóc nhà. Rồi trên nóc nhà mà không ai thấy. Mà em nói anh thấy ở dưới là nó cao cỡ này vậy nè. Người mà hồi nhỏ mình đâu có biết cẩn thận là gì đâu. Trời nó cũng hên ghê. Không thấy thằng nắng. Mà có một lần leo, ba em dẫn em đi leo lên trển bỏ gói muối vô đặng chống đuông đó. Mà chưa kịp bỏ lên nó test. Mà cái dừa đó lùng, cái dừa đó cỡ nó cao chất cỡ 2 mét mấy à. Tại dừa đó nó còn nó lùng. Mình lên ly mình đem cây xuống mình chở. Thì đó té xuống cái giật mình chân mà không sao. Cây rồi hay mấy cái ly tơ đâu có tin chân nữa. Thì bài đó. Như hôm em có 2 cái à. Ủa tuần cái ông cái thôi. Bây giờ nếu mà có một cái cơ duyên nào đó thì sẽ ra đảo này sống cũng được. Ra đảo này mua một cái khoảnh đất nhỏ, cất một cái nhà nhỏ nhỏ lên rồi sống tuổi già. Hồi lúc mà còn nhỏ thì mong lớn, lúc lớn thì không phải mong già, nhưng mà mình nhận ra một điều đó, cái gì dù muốn hay không thì nó cũng đến. Cách đây 20 năm trước lúc mà mới tốt nghiệp về đi dạy thì cũng không nghĩ là
20 năm sau nó lại trôi nhanh vậy. Rồi bây giờ đã 20 năm rồi, rồi bước qua cái tuổi trung niên rồi. Thì bây giờ mình nhận ra một điều là 20 năm nữa nó cũng không có, nó không có xa đâu. Nó cũng nhanh giống vậy. Bởi sống ở lứa tuổi nào thì mình đối diện với những vấn đề của tuổi đó. Giờ ở tuổi trung niên thì bắt đầu đối diện với vấn đề sức khỏe. Rồi sau này không biết là mình sẽ đối diện với kiểu nào, đối diện với cái tuổi mà già hơn kiểu nào. Bởi vì cho nên là người trẻ thì lúc nào cũng phải, ông bà mình có câu là kính lão đắc thọ, là bởi vì họ sống đến cái tuổi già rồi thì họ dù gì đi chăng nữa họ cũng có những cái trải nghiệm mà tuổi trẻ không bao giờ trải nghiệm tới được. Mình chỉ có chờ đến khi mình giống họ thì mình mới hiểu họ thôi. Rồi chắc là bữa nay kết thúc clip ở đây, tạm biệt cái homestay gái cá. Nếu mà có dịp thì hẹn lại một ngày không xa, có thể là năm sau. Rồi nếu mà ok hơn thì sẽ hẹn ở dịp hè. Hè thì rảnh cho nên là sẽ có nhiều thời gian hơn, có thể là sẽ ra đây.